Rồi Cường xin chào cả nhà luôn nha. Thì đầu video Cường cũng xin chúc cô dì chú bác và các anh đồng nghiệp là có một ngày làm việc thành công trong cuộc sống và nhiều may mắn nha. Mà Cường đi chú Bảy, Cường đi ong nữa nha cả nhà. Cái này đi bắt sứ nhà. Cái tổ ong này trên cây gòn cả nhà, lúc trên đó đó. Nó cả nhà mấy cái nhà thấy không, cái tay Cường nè. Cây gòn này nói chung là cây gòn bự nha cả nhà, mà cũng dễ leo không nổi. Đợt đầu Cường có bắt một lần rồi, được khoảng 1 lít mấy, đợt này là thứ hai cả nhà. Bây giờ đây chú Cường quấn đuốc rồi leo lên hốt cho cả nhà xem nha. Hy vọng là nó sẽ được mật nhiều nha. Đứng dưới đây thấy cái đầu mật nói chung là khá là khủng nha cả nhà. Rồi bây giờ để Cường quấn đuốc leo lên cho cả nhà xem nha. Rồi lên hốt nha cả nhà. Chinh phục cây gòn. Gòn khủng. Nó cũng khủng luôn. Rất là khủng nữa nè, mặt thấy cũng khá lắm mà không biết sao đây. Cũng khá là cao. Quá trời ổ ong cả nhà ơi. Ổ nó lớn. Quá đẹp quá đất luôn à. Thế là mặt biển dữ lắm luôn nha. Không biết có nhiều ít đây. Thank you.
lứt, con này được lứt, thấy còn mặt quỷ quá trời mà không nhiều. Rồi xong xuống rồi, xuống nha cả nhà, tốt dữ vậy. Leo hơi bị lắc nha cả nhà. Đây còn đúng bên khó leo quá. Rồi này quá là khủng. Khủng cái mặt thì không khủng. Mặt dần lít. Ông nó uống quá trời cả nhà. Dần lít à. Ừ. Lít hơn lít nè. Ừ, chắc hơn lít. Đã ghê nè cả nhà. Cũng ngon. Đó, như đây nè cả nhà, thành quả. Phải cắt lại lần 2 mà. Cắt lại lần 2 nha cả nhà. Thì gòn nói chung khá là khó leo bởi vì hôm có cây mưa lớn nữa cả nhà, hơi trơn. Ai có cần một ông thì liên hệ cho Cường. Cường có để cái số điện thoại với phần bình luận. Anh em nào muốn mua nguyên cục thì Cường cũng gửi nguyên cục như vậy luôn nha. Đó, nguyên cục như vậy nè. Đó. Cả nguyên cục về mà từ 5kg lên Cường mới gửi được nha anh em. Rồi Cường kết thúc video tại đây luôn nha. Bye bye, hẹn cả nhà tiếp theo. Rồi chào cả nhà luôn.